Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì dạo này em vắng bóng nhiều quá. Hôm nay em xuất hiện với một con xe Galaxy ML200. Thì đây là một cái mẫu xe mới mà bên em vừa về. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là chiếc ML200 này có gì đặc biệt nha. Let's go. Rồi thì cái mà em muốn tiết lộ với mọi người trước của con xe này thì là giá của nó chỉ dao động khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Với 4 triệu rưỡi nhưng mà chúng ta có là bộ truyền động của Shimano Tunay. Thì ở phía sau đây là cùi đề của Shimano Tunay nè. Rồi phía trước là gạt đĩa của Shimano Tunay luôn. Đó. À, con này thì 3 đĩa và 8 líp. Thì với cái cùi Tunay này mọi người, thì đa số các cái dòng xe đạp touring hay là địa hình gì đó thì trong cái tầm giá mà 4 triệu rưỡi thì hiếm, hầu như là không có con nào mà sử dụng được cả gạt đĩa này rồi gạt clip của Shimano Tunay hết trong cái giá mà dưới 4 triệu rưỡi nha. Đó, thì con này là 3 đĩa 8 clip. Rồi ok, vòng bánh của con này là 26, lốp là của Kenda. 26 nhân bao nhiêu đây? 26 nhân cho 195 nha mọi người. Thì cái bánh này nó như thế này thì nó phù hợp giữa trẻ em nè, rồi phụ huynh trong gia đình nè, muốn đi đạp dạo quanh phố, quanh nhà hay là uống cà phê gì đó thì cũng đạp được con này luôn. Còn nếu mà cái mẫu này mua về cho học sinh, sinh viên gì cũng ok hết. Hồi nãy em cũng đạp cái con này rồi, thì xíu nữa em sẽ đạp thử một vòng cho mọi người ngắm xem là em 1m75 sẽ đạp con này như nào nha. Rồi phía trước thì chúng ta có là phục dầu. Phục dầu thì bao em luôn, nãy em ngồi lên rồi nhạy lắm, nhúng một cái, nhấp một cái là nó nhúng rồi, nhấp một cái là nó nhúng nè. Đó. À, tay đề là của Shimano luôn, lên ở dưới xuống ở trên. Đó. Thắng thì chúng ta có là thắng đĩa, sử dụng thắng đĩa nha mọi người. Em quay thắng đĩa cho xem. Ây da, dòng đi hình nên là cái trọng lượng nó cũng khá là nặng. Rồi thắng là thắng đĩa. Cái bán kính của cái đĩa này là 160 nha mọi người. Đó, thắng đĩa cơ. Rồi tiếp theo là cái khung sườn. Khung sườn của con này là nhôm. Khung sườn nhôm với 4 triệu rưỡi thì chúng ta có là khung sườn nhôm nè. Rồi cùi đề trước sau của Shimano Tunay 3x8. Đó, yên là cũng của Galaxy luôn. À, cái hình yên này rất là đẹp nha. Nãy em có ngồi rồi thì cái yên này nó đem lại cái trải nghiệm thì cũng không quá là êm đâu. Nhưng mà với 4 triệu rưỡi thì chúng ta không nên đòi hỏi quá nhiều bởi cái con xe như thế này. Đó, thì đây là cái mẫu xe Galaxy ML200 nha mọi người. Mẫu mới bên em vừa về với cái tầm giá ok, rất là ok nè. Ai cũng đi được hết. Giá với 4 triệu rưỡi thôi. Rồi bây giờ thì em sẽ ngồi em đạp thử nha. Cho cái con này cho mọi người cùng xem là nếu em cao 1m75 hay là học sinh gì đó, học sinh thì hạ cái này xuống. Rồi, lên nè. 1m75. Nhưng mà ngồi rất là thoải mái. Rồi, xuống dốc nè. Thấy không? Đó, mọi người thấy cái phục của nó không? Rất là ok luôn. 4 triệu rưỡi thôi, nhưng mà cái phục của con này rất là êm. Rồi, đạp một vòng thì mọi người thấy nè, là ngồi em ngồi rất là thoải mái, không có bị gò ép. Đó. Đạp đi nhẹ nhàng. À, phụ nữ thì có thể mua đi chợ, đi đạp trong phố, tập thể dục. Còn học sinh thì có thể là đi học bình thường. Với một con xe với 4 triệu rưỡi trong cái tầm giá rất là ok. Thắng đĩa cơ luôn nha. Cùi đề trước của Shimano Tunay, trước sau là Shimano Tunay. Rồi lên thử dốc nè. Lên dốc nha. Coi phuộc nó hoạt động như thế nào. And nhẹ nhàng tình cảm xuống nè. Đó. Cái phuộc này hoạt động rất là ok luôn. Rồi, 4 triệu rưỡi nha mọi người. Bye bye.